Chào mừng bạn đã đến với chuyên mục Ôn tập ngữ văn 12 của kênh Văn học và những cảm nhận. Tác phẩm ôn tập Tùy bút người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Phần luyện đề Cảm nhận vẻ đẹp hung bạo hùng vĩ của con sông Đà qua một đoạn trích. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung ôn tập các em nhé. Đề bài ôn tập của chúng ta hôm nay như sau. Đọc đoạn trích. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, cho đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp hình tượng sông Đà ở đoạn trích trên, từ đó nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu phân tích đề. Các em cần đọc kỹ đề bài ít nhất 2 lần, gạch dưới những từ khóa quan trọng trong đề bài, sau đó chúng ta sẽ thực hiện 2 bước. Bước thứ nhất, xác định yêu cầu đề bài. Về yêu cầu hình thức, các em cần xác định đề bài yêu cầu viết đoạn văn hay bài văn để khi viết, chúng ta đảm bảo cấu trúc của nó. Ở cấu trúc đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, phần làm văn câu 2 được xác định là bài văn nghị luận văn học. Về yêu cầu nội dung, các em cần xác định đề bài yêu cầu nghị luận về vấn đề gì. Vấn đề nghị luận sẽ thường nằm sau từ về trong những câu lệnh như hãy viết, hãy nêu cảm nhận, hãy phân tích, hãy chứng minh, v.v. Trong đề bài này, yêu cầu nội dung là có 2 yêu cầu. Yêu cầu chính, cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sông Đà qua đoạn trích. Và yêu cầu phụ, nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Về phạm vi dẫn chứng, các em cần xác định đề bài giới hạn phạm vi dẫn chứng tư liệu là toàn bộ tác phẩm hay là một đoạn trích trong tác phẩm. Việc xác định này sẽ giúp các em viết đúng trọng tâm, không lan man, tránh mất thời gian vào những phần không cần thiết. Phạm vi dẫn chứng trong đề bài này là đoạn trích từ hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá cho đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới. Tức là đoạn trích miêu tả vẻ hung bạo hùng vĩ của con sông Đà. Cuối cùng là phần xác định thao tác lập luận sử dụng trong bài viết. Chúng ta có 6 thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận, giải thích, so sánh và bác bỏ. Trong đề bài này chúng ta sẽ vận dụng thao tác phân tích, chứng minh và bình luận. Bước thứ 2 của phần tìm hiểu phân tích đề là bước xác định hệ thống luận điểm cho bài viết. Bước này cũng là một bước khá quan trọng giúp cho bài viết các em mạch lạc, chặt chẽ, bố cục bài viết cân đối. Ở đề bài này, các em có thể triển khai bài viết theo 4 luận điểm cô gợi ý sau đây. Luận điểm thứ nhất, khái quát về tác phẩm, về vị trí đoạn trích. Luận điểm thứ hai, cảm nhận vẻ đẹp hình tượng con sông Đà trong đoạn trích, gồm những ý sau đây. Ý thứ nhất, chúng ta phân tích những chi tiết, những hình ảnh tiêu biểu để làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ của sông Đà qua đoạn văn miêu tả cảnh đá dựng vách thành. Ý thứ hai, vẻ dữ dội, đầy nguy hiểm của sông Đà ở quãng mặt gần Hát Lón. Ý thứ ba, phân tích vẻ hung bạo của những cái hút nước trên sông Đà ở quãng Tà Mường Vác. Luận điểm thứ ba, nhận định, đánh giá chung về giá trị nội dung và nghệ thuật trong đoạn trích tác phẩm. Và luận điểm thứ tư, chúng ta nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần mở bài, dẫn dắt và nêu vấn đề cần nghị luận. Các em có thể lựa chọn cách mở bài gián tiếp hoặc trực tiếp. Sau đây là một số ý chính cần ghi nhớ về tác giả tác phẩm để giúp các em có thể làm tốt phần mở bài. Nguyễn Tuân là một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ cho văn học Việt Nam hiện đại. Ông đem đến cho nền văn xuôi hiện đại Việt Nam một phong cách tài hoa độc đáo. Người lái đò sông Đà là thiên tùy bút tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Tác phẩm thể hiện cách nhìn mang tính phát hiện mới mẻ của nhà văn về những nét độc đáo, đặc biệt là vẻ đẹp hùng vĩ và hung bạo của con sông Đà, thể hiện qua đoạn trích sau đây. Chúng ta trích dẫn tóm tắt đoạn trích mà đề bài yêu cầu. Tiếp theo chúng ta đến với phần thân bài, luận điểm 1, khái quát về tác phẩm, nêu nội dung và vị trí đoạn trích. Các em lưu ý phần này nếu như chúng ta đã thực hiện ở phần mở bài thì bước này các em có thể bỏ qua để tránh lỗi lặp ý các em nhé.
Ở phần khái quát, các em cần nhớ những ý chính sau đây. Bài Tùy bút Người lái đò sông Đà được rút từ tập Tùy bút sông Đà, được Nguyễn Tuân sáng tác sau chuyến đi thực tế gian khổ và hào hứng đến miền Tây Bắc. Tác phẩm miêu tả con sông Đà và hình ảnh người lái đò vượt thác trên sông Đà, qua đó ca ngợi chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc và chất vàng mười của con người Tây Bắc. Đoạn trích Hùng vĩ của sông Đà cho đến Tan xác ở khuỉnh sông dưới ở phần đầu của tác phẩm. Chúng ta sang luận điểm thứ hai, cảm nhận vẻ đẹp của con sông Đà qua đoạn trích đề bài yêu cầu. Phần này các em đi vào phân tích những chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, bút pháp nghệ thuật đặc sắc được nhà văn sử dụng trong đoạn trích để làm nổi bật tính cách của con sông Đà. Cụ thể trong đoạn trích này là vẻ đẹp dữ dội, hùng vĩ của con sông Đà. Các em lưu ý, khi phân tích hoặc cảm nhận về một nhân vật nói chung qua một đoạn trích, để bài viết chúng ta có sự kết nối và liên lạc, các em cần nhắc lại những nội dung hoặc những nét tính cách của nhân vật xuất hiện ở nội dung đoạn trích trước đó. Ở đây, chúng ta tạm xem hình tượng con sông Đà là một nhân vật được nhà văn Nguyễn Tuân tập trung bút lực để khắc họa. Và như nhà văn đã so sánh, đó là chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc bên cạnh hình tượng người lái đò sông Đà, chất vàng mười của con người Tây Bắc. Ở phần đầu tác phẩm, ngay trong lời đề từ, Nguyễn Tuân đã mượn hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Bích để đặt nét vẽ đầu tiên khá ấn tượng về con sông Đà. Con sông Đà hiện ra với cá tính độc đáo có một không hai, chúng thủy giai đông tẩu, đà giang độc bắc lưu. Nghĩa là mọi con sông đều chảy theo hướng đông, chỉ riêng con sông Đà là chảy theo hướng bắc. Con sông Đà với một dòng chảy kỳ lạ, dường như muốn vượt thoát khỏi mọi quy luật chuyển động thông thường của thủy lưu. Và không chỉ mang cá tính độc đáo, sông Đà còn được nhà văn Nguyễn Tuân dùng ngòi bút tài hoa và vốn tri thức uyên bác của mình để khắc họa nên một con sông Đà hùng vĩ và dữ dội, hung bạo và tiềm ẩn vô vàn những hiểm nguy. Đầu tiên, sự hùng vĩ của con sông Đà được thể hiện ở cảnh đá bờ sông. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Câu văn ở đầu đoạn, hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, đã hé lộ cho ta thấy rằng sự hùng vĩ là một đặc trưng nổi bật của sông Đà, trải dài suốt dòng chảy của nó ở thượng nguồn Tây Bắc. Thác đá hùng vĩ, nhưng cảnh đá bờ sông cũng hùng vĩ không kém. Hình ảnh vách thành đã phần nào thể hiện sự vững chãi và những sức mạnh bí ẩn đầy đe dọa của vách núi như thành cao, vực thẳm, hào sâu. Hai bên bờ sông có những vách thành bằng đá rất cao, khiến mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Tác giả không trực tiếp miêu tả độ hẹp của lòng sông, độ cao của vách đá, mà thông qua những hình ảnh gợi tả gián tiếp, khiến người đọc có thể hình dung sông Đà có những chỗ vách đá dựng đứng, khiến mặt trời chỉ xuất hiện ở đây vào lúc đúng ngọ, tức là chỉ khi ánh sáng được chiếu xuống lòng sông theo phương thẳng đứng. Lòng sông hẹp đến mức có thể đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Cách miêu tả sinh động tạo cho người đọc nhiều sự liên tưởng đầy thú vị. Độ hẹp của lòng sông, độ cao và sâu của vách đá còn được một lần nữa nhấn mạnh bằng động từ chẹt kết hợp với hình ảnh so sánh. Vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Cách so sánh này gợi ta hình dung về những quãng sông hẹp, âm u tăm tối, thật dễ gây nhiều trở ngại và nguy hiểm cho người lái đò. Hai bờ sông Đà có quãng như sát lại gần nhau, khiến có thể đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần nhảy vọt từ bờ này sang bờ kia. Những quãng sông hẹp ấy khiến người ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh và có cảm giác như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phục đèn điện. Đấy là một lối liên tưởng độc đáo, liên tưởng nét hoang dã của sông Đà với sự hiện đại của phố phường, khiến ta dễ hình dung hơn về độ sâu hun hút và độ cao dựng đứng của vách đá sông Đà, truyền cho người đọc cảm giác vừa trầm trồ vừa hãi hùng lo sợ. Nguyễn Tuân không chỉ mang đến cho người đọc sự liên tưởng đầy thú vị về khúc sông hẹp bị chẹt giữa hai vách đá cao dựng đứng,
mà còn đem đến cho người đọc cảm giác vừa nghẹt thở, vừa hứng thú trước cái hùng vĩ, hoang vu của thiên nhiên Tây Bắc. Thiên nhiên Tây Bắc không chỉ mang đến cho người nghệ sĩ cảm giác thăng hoa trong hành trình tìm kiếm cái đẹp, mà ngược lại, chính sự liên tưởng phong phú và tài năng bậc thầy ngôn ngữ của người nghệ sĩ đã mang lại cho thiên nhiên Tây Bắc một vẻ đẹp độc đáo đầy ấn tượng. Sự hung bạo của sông Đà tiếp tục được đẩy cao hơn trong đoạn văn miêu tả cảnh mặt ghềnh hát lón. Cụm từ ngữ, hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, với nhịp ngắt ngắn, nhanh, dồn dập, hình ảnh đẹp, nối tiếp, luân chuyển, thế chỗ cho nhau đã tái hiện sức mạnh dữ dội của nước, sóng, gió cùng với đá sông Đà. Điệp từ xô lặp lại 3 lần gây ấn tượng về sự chuyển động khủng khiếp, gợi liên tưởng đến những con sóng chồm lên nhau theo chiều ngang, vút lên theo chiều dọc rồi đổ ập xuống. Từ lái gùn ghè thể hiện sự hung hãn, trái tính trái nết của dòng sông, lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đáy. Đó là dòng chảy đặc thù của sông Đà, một dòng chảy không hề êm ả, mà trái lại luôn ồn ào, dữ dội với những ghềnh thác bất tận, tiềm ẩn vô vàn những hiểm nguy. Đem lại ấn tượng hơn nữa cho sự hung bạo của sông Đà là những cái hút nước trên sông ở quảng Tà Mường Vác. Hình ảnh những cái hút nước hiện lên như một con quái vật đang giận dữ với cách so sánh. Những cái hút nước như những cái giếng bê tông xoáy tích đáy. So sánh âm thanh hút nước, thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Nước ạt ạt lên như rót dầu sôi vào. Những cái hút nước còn tạo cho người đọc cảm giác hãi hùng khi nhà văn liên tưởng mép rìa của hút nước như quãng đường mượn cạp ngoài bờ vực. Hình ảnh những con thuyền bị hút nước ấy hút vào, thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm dưới lòng sông và 10 phút sau thấy tan xác ở khuỷu sông dưới. Lối so sánh kết hợp nhân hóa và cường điệu đã thực tả sự nguy hiểm của những cái hút nước trên sông. Có thể xem đoạn văn miêu tả những cái hút nước sông Đà là những thước phim tư liệu quý với hình ảnh và âm thanh sống động, chân thật, truyền một cảm giác hãi hùng cho tất cả những người chưa từng một lần chạm mặt với sóng nước sông Đà. Chúng ta sang luận điểm thứ 3, nhận định đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. Bằng những so sánh liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ và thú vị, từ ngữ phong phú, sống động, hình ảnh có sức gợi cảm cao, câu văn đa dạng nhiều tầng và nhịp điệu, nhà văn Nguyễn Tuân đã biến con sông Đà vô tri vô giác thành con sông có những nét cá tính riêng. Đoạn văn đã khắc họa một cách sinh động vẻ đẹp hùng vĩ, dữ dội của con sông Đà. Qua đó, nhà văn Nguyễn Tuân đã ngợi ca vẻ đẹp, sức mạnh dữ dội của thiên nhiên Tây Bắc, thể hiện tình yêu tha thiết của mình đối với thiên nhiên, đất nước. Đoạn văn còn cho ta thấy phong cách tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân. Và cuối cùng chúng ta sang luận điểm thứ 4, nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Nguyễn Tuân, con sông Đà không còn là con sông vô tri, vô giác, mà là con sông có linh hồn, có cá tính như con người, hung bạo, dữ dằn, hùng vĩ. Khám phá vẻ đẹp của dòng sông ở góc độ địa lý nhưng đậm chất văn chương, kết hợp với nhiều ngành nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, điện ảnh đầy ấn tượng. Qua hình tượng con sông Đà, Nguyễn Tuân thể hiện tình yêu mến tha thiết đối với thiên nhiên đất nước. Với ông, thiên nhiên cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô song của tạo hóa. Cảm nhận và miêu tả sông Đà, Nguyễn Tuân đã chứng tỏ sự tài hoa, uyên bác và lịch lãm. Hình tượng sông Đà là phong nền cho sự xuất hiện và tôn vinh vẻ đẹp của người lao động trong xã hội mới. Các em thân mến, vậy là chúng ta đã giải quyết xong phần thân bài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng kết bài, nhận định đánh giá chung về tác phẩm và những đóng góp của tác giả. Tuyền bút Người lái đò sông Đà không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách, cảm hứng sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân sau cách mạng,
mà còn là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách độc đáo, vốn kiến thức tài hoa uyên bác của ông. Tùy Bút không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của dòng sông Đà, mà còn ngợi ca vẻ đẹp trí dũng, tài hoa nghệ sĩ của con người lao động nơi đây. Và như Nguyễn Tuân đã nói, ông đi tìm chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc và chất vàng mười của con người Tây Bắc. Với Tùy Bút, người lấy đò sông Đà, Nguyễn Tuân xứng đáng là một trong những cây bút tài hoa bậc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với chuyên mục ôn tập ngữ văn 12 của kênh Văn học và những cảm nhận. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để tiếp tục nhận được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!